decanter bị ố vàng, vẩn đục vì sử dụng thường xuyên, phải làm sao? Decanter thường làm bằng thủy tinh hoặc là pha lê với nhiều hình dạng khác nhau, ví dụ như đây, 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 đây và đây. Nếu không được vệ sinh sạch sẽ dễ dàng bám tạp chất gây hại cho sức khỏe và gây mất thẩm mỹ mỗi khi sử dụng. Vậy làm cách nào để vệ sinh bình decanter đơn giản mà siêu tiết kiệm bằng những vật dụng trong nhà? Quý anh chị hãy cho một chút nước ấm và gạo vào bình, dùng lực xoay tròn, xoay đều để gạo chạm vào thành bình, tạo lực ma sát bên trong. Làm như vậy nhiều lần, những tạp chất sẽ không còn nữa và trả lại dáng vẻ sáng bóng ban đầu của decanter. Và lượng gạo ban đầu chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tiếp như bình thường. Nếu quý anh chị có bất kỳ thắc mắc hay chia sẻ nào thì hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Quý anh chị có thể gọi đến số hotline 0987 913 222 hoặc nhắn tin qua fanpage The Kiwi để được tư vấn 24/7, hay đến trực tiếp showroom The Kiwi tại số 9 Sunrise A, khu đô thị The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội để có ngay ưu đãi từ The Kiwi nhé.